Ngày 27 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an Nhân dân ghi hình chương trình nghệ thuật Giai điệu Bình Yên số 35 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên với chủ đề Điện Biên Phủ, Bản Hùng ca vang mãi. Với chủ đề Điện Biên Phủ, Bản Hùng ca vang mãi, chương trình hội tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng qua các thời kỳ như Thiên sử vàng Điện Biên, Tướng quân Võ Nguyên Giáp, Tây Bắc huyền thoại, Điện Biên đón người, Điện Biên nở hoa, Tự hào người chiến sĩ công an, Vinh quang chiến sĩ công an Điện Biên. Chương trình có sự giao lưu chia sẻ của nhiều cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, nghệ sĩ đã và đang công tác cống hiến tại Điện Biên như Đại tá Nguyễn Hùng Thao, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh, cựu chiến sĩ Điện Biên Bùi Cương Điều, nghệ sĩ ưu tú Điêu Khánh Thực, nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, nhà văn nhà thơ Chu Thủy Liên. Nội dung xuyên suốt chương trình nhằm ngợi ca truyền thống, thành tích, chiến công và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an tỉnh Điện Biên nói riêng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những hoạt động văn hóa chính trị quan trọng của lực lượng công an nhân dân nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Công an tổ chức tại Điện Biên chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.